Năm 2011, tôi từ Thụy Điển đến Việt Nam. Vì tôi yêu Việt Nam, yêu cảm giác được chạy xe máy trên đường phố, được thưởng thức những món ăn đậm hương vị Việt, được yêu quý và tiếp đón nồng nhiệt từ người dân địa phương, được trao đổi văn hóa đông tây. Hơn 10 năm ở Việt Nam, tôi nhận được rất nhiều và tôi biết ơn vì những điều tốt đẹp ấy. Đó cũng là lý do tôi muốn góp phần đưa Việt Nam phát triển vươn xa tận thế giới bằng cách đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp. Tôi là Eric Johnson, đối tác điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Antler Việt Nam. Cùng nhau, chúng ta vươn xa tận thế giới.